cả các anh chị nha. Hôm nay Sa Băng, Nhân Lê, Minh Nguyệt đã đến với các chị ở đây. Các chị ơi hãy về với ba chị em nào. Chiều còn. Xin chào tất cả các chị. Chào chị Vân Khẩn nha, chị Vân Trần. Chúc anh chị yêu một ngày thật là vui vẻ bên DC chúng em nhá. Các anh chị yêu thương ơi, mạnh tay ấn like thả tim và chia sẻ đặc biệt cho ba đứa em nào. Hey. Ai mà không chia sẻ buồn. Buồn lắm ấy. Khóc. Em ơi đừng khóc. Hỏi kênh Duy Trinh ngày hôm nay, các chị yêu thương ơi, cùng chia sẻ, cùng yêu thương và dành tặng cho tụi em một vài lượt chia sẻ cũng như là comment để tụi em nhìn thấy các anh chị là không bị ẩn comment nhé các chị nha. Nhanh tay nào các chị ơi. Cùng chia sẻ, cùng like cho ba chồng em nhé anh chị yêu nhá. Cùng lì xì được không ạ? Dạ, yeah, chào chị Đỗ Huyên. Hello anh Dũng Vũ này. Yeah. Sao không thấy một bình luận của mọi người hả? Bên trên tầng lầu, ok chị Kim Vàng. Bài gì nhỉ? Ok, chào tất cả các anh chị nha. Wow, tuyệt vời quá. Cảm ơn tất cả các anh chị. Các anh chị ơi, tiếp tục là bài hát gì các anh chị comment lên cho tụi em nhìn thấy các anh chị nha. Để tụi em sẽ hát dành tặng những bài hát mà các anh chị yêu thích nè. Tiếp tục bài hát gì đây? Sầu không? Sầu không? Không hát bài này anh chị ơi. Yeah. Sầu luôn đi, cho nó máu này. Đang lên mổ luôn, lên luôn đi. Đúng rồi. Yeah. Vâng. Không say là không về nhé các anh chị ơi. Từ khi em không còn về quanh sân, là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng. Ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em đang biến nơi nào. Ngày chia ly không còn gì trong tay. Hey! Chỉ còn nỗi nhớ với anh suốt đêm dài. Có cơn sóng ngoài khơi chăn bao thuyền anh cuốn đi rồi, nhưng ước mơ sau cùng. Ngày chia tay anh một đời rêu phong, một lời sau cuối cho anh thấy mất người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vãng xa nhau, anh sống vô chừng. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nước mắt ôm anh đến muôn đời. Những đêm tối chỉ miên còn một mình em tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Em yêu say đắm không cần toàn tình nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chưa xót lãng quên tháng năm màu. Chờ ngày em đến tiếng hát vút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng ngàn mây trắng lượn lờ vút cao bay lên chốn xa. Hey, yeah. Một ngày em đến góc phố hát ca, hey! Từng đàn chim én chung chín môi cười. Là đời anh mất mệt nhoài, hát xong trong kiếp vé sầu. Are you ready? Hôm nay tóc Lệ đẹp quá phải không các chị? Chia sẻ rực rỡ cho Lệ đi các chị ơi. Hôm nay sân chơi cho anh chị ơi. Sân chơi nha. Trời quá trời. Hôm nay đổi đẹp. Không báo trước để làm theo giống nhau. Phải trừ lương Lệ thôi. Chia sẻ cho chúng em lên cơ số 3 nào anh chị ơi. Đi mách. Lên nhạc nào anh chị yêu ơi. Ít nhưng dài lâu người lạ thoáng qua này. Ngày chia tay anh một đời rêu phong. Một lần sau cuối cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa nhau, anh sống vô chừng. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ có nước mắt ôm anh đến muôn đời. Những đêm tôi triền miên còn một mình anh tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Anh yêu em yêu say đắm không cần toàn tình nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chưa sốt lãng quên tháng năm. Trường em đêm tiếng hát vút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng ngàn mây trắng lững lờ vút cao bay lên chốn xa. Hey, yeah. Một ngày em đến góc phố hát ca. Từng đàn chim én chung chín môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, hát xong trong kiếp vé sầu. Chờ ngày em đến tiếng hát
phút cao. Chỉ còn tiếng nắng ấm bên đời, cùng ngàn mây trắng lượn lờ, vút cao bay lên chốn xa. Hey, yeah. Một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim em chung chim môi cười, là đời em bớt mệt nhoài, hát xong trong kiếp vẻ sơ. Lâu lắm rồi không chơi bài này anh chị ơi, quá là hay đúng không ạ? Chào anh Hùng, chào Zuki, chào Thu Trang, chào tất cả các anh chị đang theo dõi Sa Băng, Nhật Lệ và Minh Nguyệt trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Cùng yêu thương chia sẻ lên câu số 3 đầu tiên được không các chị ơi? Lên câu số 3 tặng mỗi em 1.000 được không ạ anh chị? À, 3 em mỗi em 1.000 đi mua nước đá uống. Cho đau hỏng chơi. Lên câu số đầu 3 đầu tiên anh chị yêu thương ơi, cảm ơn tất cả các anh chị yêu thương đã ủng hộ tinh thần chia sẻ nhiệt tình cho ba đứa em nhá. Đúng rồi. Tiếp tục là bài hát gì các chị ơi? Bài hát gì đây? Anh Đức này. Dạ, các chị hỏi là các em tên hãy về với em bây giờ, chờ chờ người nói ấy được không? Okay. Kìa. Chờ đâu Lệ có cho hát không? Hát luôn nhỉ? Hôm nay là cũng có tí đấy anh chị ơi. Ok. Dạ. Si si si. Ấy trừ một quay, trừ một quay. Trừ một quay. Si dán. Ngồi lại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mới về, lâm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn nó có xe, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nói ơi, về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy, người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió than. Chào chị Hà Vy, chào anh Mạnh Hà Hùng, chào anh gì anh Huỳnh Bách Bách Huỳnh hả? Nhắn tin chưa thấy hồi âm hả? Chị Dương Nông ơi, chị có thể để lại số điện thoại ngay trong buổi live ngày hôm nay để ngày mai vào giờ hành chính thì bên em sẽ có chuyên viên tư vấn gọi điện cho mình tư vấn nhanh nhất nha các chị nha. Tin nhắn nhiều khi nó bị trôi đi á các chị ơi, thông cảm cho tụi em để lại số điện thoại giúp em nha. Hello chị Ngọc Tuyết. Hôm nay Nhật Lệ đóng vai con trai tí á, ngồi cạnh Băng cho người yêu Băng bán chị. Ngồi lại nhấp chén say, say chưa? Lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mới về, lâm trong buồn hoài cũng thấy quen. Mỗi buồn nó gõ sen, trời sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ơi, về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy, người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió thảm. Vì một ngày dìu em bước đi, tìm về nơi xa, phút giây yên bình. Đầu non cuối gió, người còn là mấy viễn du, để lại đằng sau kiếm ai thở dài. Thỏ tay ơi, để lại số điện thoại cho bên em nào. Với tăng cân là người lớn, trẻ em là 350.000 đồng một hộp, người lớn là 2 hộp là 600.000 ạ. Vui lòng Thỏ vui lòng cho chúng em xin số điện thoại nha. Cảm ơn chị rất là nhiều đã ủng hộ và tin tưởng DC Beauty ạ. Ok, hello Trang Dương, Hạ Vy. Chào mừng là nha, chị Khánh Linh. Các chị hỏi là sao Nhật Lệ với Sa Băng đổi chỗ? Dạ. Sắp xa rồi anh chị có, ơi. Bây giờ là đang truyền nghề. Truyền nghề. Truyền nghề. Đang phải định băng thì truyền nghề đấy chị. Cần nịnh. Tôi là không thích nịnh đâu nhá.
Thế hả? Vài đại cốc trà sữa nha. Cảm ơn Kim Vàng, cảm ơn chị Ngọc Tí, cảm ơn tất cả các anh chị nha. À, và tiếp tục xem đọc comment các anh chị yêu cầu bài hát gì đây nhỉ? Vừa nãy anh chị bài mà bài cái gì nhỉ? Hello anh Nguyễn Hùng nha. Nên dừng lại folder. Chơi không? Trong đây. Lên luôn nhỉ anh chị nhỉ? Anh chị yêu cầu là được đúng không ạ? Lên nào. Trời ơi. Và thằng thứ. Ok anh chị này, lên luôn anh chị nhá. Miễn là anh chị thích là được không anh ạ? Hey. Nụ cười đẹp nhất khi chiều tà thích ngỡ bên anh, tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuối, bọn bè đằng sau những nụ cười than trách gió anh chẳng chịu thương em đến nơi. Các anh chị ơi, bài hát Em Nên Dừng Lại đã có mặt trên YouTube của Sa Băng, Nhật Lệ và Minh Nguyệt. Các anh chị lên xem, theo dõi và ủng hộ tụi em với nha. Anh chị lướt qua nhớ để lại một comment anh chị nhớ. Khen chúng em dễ thương cũng được anh chị nhớ. Cảm ơn chị Lan Nguyễn. Cảm ơn tất cả anh chị yêu, cùng lên những comment của mình được không ạ? Các anh chị quên chia sẻ đúng không? Hello chị Dầu Ngọc Tân Uyên. Nhiều lần thấy em không khô đầu điều gì phải không? Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhìn về tháng năm đó, yêu em chẳng cần đắn đo. Sao lúc này quan tâm phải cần lý do? Tại sao em cứ phải yêu hoài dù là biết sai? Ngay cả khi em vui hay buồn ai thấu? Một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thương. Anh nghĩ là em nên dừng lại đi. Thôi em đừng nặng lòng anh ta, anh ta muộn phiền làm chi dối trá. Sáng cũng buồn, thôi em đau, đêm về lại khóc. Sao em không nhìn về tương lai? Tương lai hình hài là một nhánh hoa dài, so sánh sao được với những đóa hoa hồng lạ lẫm. Người con gái chẳng cần kiêu sa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà thích ngỡ bên anh, tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuối, bọn bè đằng sau những nụ cười than trách gió anh chẳng chịu thương em đến nơi. Cảm ơn chị Thanh này, cảm ơn tất cả anh chị yêu đang lên những bình luận của mình ạ. Chào chị Trần. Hello, chị Trang. Bây giờ ước gì mà anh chị chúng ta chia sẻ để lên con số 3 nhỉ? Ước gì lên số 3 giờ này. Lên số 3 lại lên luôn ước gì nhỉ? Tí nữa lên luôn ước gì. Ước gì luôn. Hello chị Hòa Vũ này. Hay quá, Băng Lệ Nguyệt ơi, cảm ơn anh chị ạ. Tại sao em cứ phải yêu hoài dù làm biết sai. Sai thật không? Ngay cả khi em vui hay buồn ai thấu? Một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thương. Anh nghĩ là em nên dừng lại đi. Thôi em đừng nặng lòng anh ta, anh thắng muộn phiền làm chi dối trá. Về lại không, sao em không nhìn về tương lai? Hình hài là một nhánh hoa dài, so sánh sao được với những đóa hoa hồng lạ lẫm. Người con gái chẳng cần kiêu sa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà thích ngỡ bên anh, tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yếu đuối, bọn bè đằng sau những nụ cười than trách gió anh chẳng chịu thương em đến nơi. Thương thì thương
nhá, chia sẻ thì chia sẻ tới thật tới luôn các chị ơi. Cảm ơn anh xe tải Việt Nam, họ xe tải luôn ạ. Khi nào nhà em xây nhà anh đến ủng hộ cho em vài chuyến nhá. Chuyến gì em sen hả? Nó xe đó, free xe tải ấy. Xe tải chậm quá anh chị ơi. Trời, vài chuyến đâu được, chục chuyến. Ước gì kể lên, ước gì luôn. Ước gì hả? À. Ở trên này có không nhỉ? Ừ, có. Trừ lại sang trưởng. Ok. Trừ về, quay về không. Chưa. Gì mà nhảy thế nhở? Nhảy quá anh chị ạ. Lại xuống quá rồi kìa. Sang trưởng. Về đây đi, trừ một người về đây. Ok. Nhanh quá. Lên luôn à. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng, chiếu vàng. Em đã sống những đêm ngoài kia biển xưa bờ cả. Ước gì anh ở đây giờ này, hey! Ước gì em đừng nghe chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá, ngàn câu hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế, mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người, người yêu anh hỡi. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tay, đời em đã vắng bằng rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi. Hey! Ước gì bây giờ anh chị lên số 3 anh chị nhở? À, ước gì con số 3 này. Giờ này hôm nay khác anh chị nhở? Hôm nay đóng vai người yêu băng mà phải ngầu tí chị ạ. Đấy, hôm nay em thấy mày không được sợ không? Vậy mới bảo vệ được chứ. Cảm ơn chị Nga Nguyễn. Hello bé Thu Thưởng nha. Hello Hiền Nguyễn à. Nhật Lệ giống con trai quá, đọc vai người yêu mà anh chị. Vậy là đúng rồi, là đúng vai đấy anh chị. Anh Lệ ơi, nắm tay cái chị. Trời ơi. Em đã biết cô đơn là thế, mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Anh ở đây giờ này, ước gì em được con số 3 và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người, người yêu anh hỡi. Em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tay, đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói I'm I love you và em chỉ có anh thôi. Gì em đã không lơ lơ, ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tay, đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có chị thôi. Bảy ơi bảy nha. Hay quá. Tiếp theo là bài gì ạ? Vai chung tình được mãi.
Ai chúng tình được bạn nhé. Lớn. Ok. Ở bên ngoài kìa. YouTube á. Ôi đừng có hát ngoài nữa. Hôm nay là dành toàn ngày trong đây đi. Nằm ngoài à. Nằm ngoài đây này, nằm ngoài không phải là folder đó, đó, đó. Ồ không thấy à? Vậy là không có. Thế người ta mới vào đó anh chị. Ai được cũng khác không à? Cũng được. Lên luôn nhá. Lên đi, lên cái này trước đi rồi bấm vào. Đó, nó đỡ bị éo éo đi. Ok. Không gì. Hóa thăng hả? Son thăng hả? Bây giờ ăn vợ chưa. Chưa chị thích chưa. Đường rộng thênh thang bước chân em đi về đâu, lời nào cho nhau với bao niềm dừng chôn dấu. Đường một đường em đi với, đường một đường anh bước. Từ nay dù là cạn tình đã hết. Gượng cười lên đi che lấp bao niềm đau. Điều dược cũng qua sớm mai thời gian bôi xóa. Là vì rồi ai cũng khác, làm cuộc tình này sơ sắc. Còn nhiều điều chưa nói nhưng chẳng nên lời. Đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó, đâu bàn tay giao phó cả cuộc đời. Đâu rồi nụ hôn nóng, đâu rồi bàn tay ấm đã luôn bên anh dù bao gian khó phải qua. Con người lạc quan lắm giữa nụ cười và nước mắt. Vui thật nhiều nay đã khóc thật nhiều. Mong người nhiều may mắn trên đường dài em bước. Hãy quên anh như chưa từng nhìn thấy trong đời. Ai rồi cũng khác thôi. Giống như là Nhật Lệ hôm nay khác quá. Xinh hơn, năng động hơn các chị ha. Ok, mai lại năng động hơn nữa nhỉ. Ngầu quá Nguyệt ơi, cảm ơn tất cả các chị yêu thương nào. Mọi người chia sẻ nhiệt tình cho ba đứa em đi nào. Lê Bay ơi, Lê Bay cái bài gian dở để đợi vài ngày nữa nhé. Quẩy lên nào, tung nóc luôn. Lại phải lên cung trăng chơi rồi, tuy là hết trung thu nhưng phải lên chơi chị ạ. Cảm ơn chị Thanh Lim Cao. Đừng cười lên đi che lấp bao niềm đau. Điều gì rồi cũng qua sớm mai thời gian bôi xóa. Là vì rồi ai cũng khác, làm cuộc tình này sơ sắc. Còn nhiều điều chưa nói nhưng chẳng nên lời. Đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó, đâu bàn tay giao phó cả cuộc đời. Đâu rồi nụ hôn nóng, đâu rồi bàn tay ấm đã luôn bên anh dù bao gian khó vay khó. Con người là quá lớn giữa nụ cười và nước mắt. Vui thật nhiều nay đã khóc thật nhiều. Mong người nhiều may mắn trên đường dài em bước. Hãy quên anh như chưa từng nhìn thấy trong đời. Đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó, đâu bàn tay giao phó cả cuộc đời. Đâu rồi nụ hôn nóng, đâu rồi bàn tay ấm đã luôn bên anh dù bao gian khó vay khó. Con người lạc quan lắm giữa nụ cười và nước mắt. Vui thật nhiều nay đã khóc thật nhiều. Mong người nhiều may mắn trên đường dài em bước. Hãy quên anh như chưa từng nhìn thấy trong đời. Hey! Tòng phu chưa ăn được tòng phu nữa. Tiếp tục bài gì các chị ơi, bài gì comment lên được không ạ? Đi vui. Từ đi, hết nhạc đi, hết nhạc. Cảm ơn mọi người, cảm ơn chị Thanh Thúy nè. Cảm ơn chị Nga Trần, cảm ơn tất cả mọi người. Hey! Ủa sao khác vậy ta? Cảm ơn chị Thu Thượng, vừa nãy chị bảo là nhìn lệ khác quá. Cảm ơn chị Trần Huyền. Mặc thế này vẫn hiền hậu hả chị? Tiếp tục anh chị yêu cầu bài Bất Quá Nhân Gian nhiều quá này. Lên luôn à? Lên luôn, anh chị lên thích bài luôn. Nào lên bài đó. Cảm ơn chị Việt Trinh nha, cảm ơn tất cả anh chị yêu thương ạ. Lâu rồi không hát này. Sâu đâu nhỉ? Bài Ngôi Sao Cô Đơn nữa kìa. Dù cho nhân gian kia còn bao niềm vui, chẳng thể ôi an tâm hồn ta. Đã qua nhiều và thật nhiều những đắng cay, những khổ đau bao ngày qua. Giận lòng là phải trao đi niềm tin, mà trái tim nhân lại được toàn những xót xa. Khóc cho người một giọt nhân sinh, đến khi quay lại nhìn chẳng có ai bên mình. Chẳng ở trên trời cao nào thôi,
tháng sau. Môi buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tan theo ánh trăng ta. Nơi trăng ở trên cao nhìn xuống đây, ai buồn ba khắp muôn nơi trời mây. Xin cho ta ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết trần gian. Em không biết cái bài gì đó giang dở, bài gì nhà đến tập bài giang dở của Nam á. Một hộp gì vậy các chị ơi? Các chị anh gì vừa mới hỏi là cái hộp gì, mình để lại số điện thoại giúp em nha. Tại vì mua cái gì các bạn, các anh chị muốn nhanh nhất thì các anh chị để lại số điện thoại giúp em. Và ngày hôm sau đúng vào giờ hành chính thì bên em sẽ gọi điện vào số tổng đài là 0888881111, gọi đến tất cả các chị để cung cấp địa, các chị cung cấp địa chỉ cho bên em giao hàng nhanh nhất cho các anh chị nha. Sapa này, hôm nay anh chị lại muốn lên Sapa hả? Sapa. Sợ lắm. Dù cho nhân gian kia còn bao niềm vui, chẳng thể hối an tâm hồn ta. Đã quá nhiều và thật nhiều những đắng cay, những khổ đau bao ngày qua. Dặn lòng là phải trao đi niềm tin, mà trái tim nhân lại được toàn những xót xa. Khóc cho người một giọt nhân sinh, đến khi quay lại nhìn chẳng có ai bên mình. Trăng ở trên trời cao nào thôi, vết thương mang trong trái tim hằn sâu. Ngồi buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tan theo ánh trăng ta. Trăng ở trên cao nhìn xuống đây, ai buồn ba khắp muôn nơi trời mây. Xin cho ta ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết trần gian. Chẳng ở trên trời cao nào thấu vết thương mang trong trái tim hằn sâu. Vội buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tan theo ánh trăng ta. Nơi chẳng ở trên cao nhìn xuống đây, ai buồn ba khắp muôn nơi trời mây. Xin cho ta ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết trần gian. Lên luôn. Ai trông tình được mãi, anh chị yêu cầu quá nhở. Mà không thấy đâu này. Cái bản đó là hát trên Google. Không sao đâu mà hôm trước cái bài đấy đâu bị gì đâu. Bài khác thì xong bị sao. Ta thử, ý là muốn thử hôm nay là một ngày toàn trong đây xem thử có vấn đề gì nữa không á. Anh chị mình lên nhạc đó anh chị ơi. Cảm ơn chị Phi Hổ này. Anh khác hay là chúng em khác đây? Không mà tại, tại sao hôm thì chia sẻ cho 3 lần, chị Nguyễn Thuận. Có hôm thì chia sẻ cho có 1 lần. Tại sao? Hôm nay anh chị chia sẻ cho mỗi chúng em 1 lượt đi, là 3 lượt đi anh chị ơi. Hôm nay không có thông báo hả chị Phạm Hương? Các chị cứ đúng vào 20h45 hoặc 20h50 các chị vào kênh Duy Trinh là sẽ gặp tụi em nhé. Có phải anh hết yêu em rồi? Thật không? Em hãy nói đi người ơi. Anh vô tâm hay là anh đã sai, mà dường như ta dần xa cách. Bằng nói đôi ta không hợp khi mô, Nguyệt nói lệ không còn như trước. Đúng đó. Nhưng tại sao anh ơi, những lúc ta bên nhau, bàn tay anh không muốn ôm em thật lâu. Và dường như em hiểu ra một điều, anh đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như em hiểu ra một điều, anh đã hết yêu em phải không? Vậy thì em sẽ bước xa đi, xa đi. Trả lại anh như ngày em chưa đến. Và khi anh ra đi, anh sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng yêu. Yêu tụi em mãi mà. Chúng em rất là hát bè cho nhau anh chị ạ. Ai biết bè thì người đó sẽ bè cho người kia anh chị ơi. Khúc nào biết bè thì giật lên bè. anh xui may rồi. Anh chị đang lên những bông hoa tặng chúng em kìa. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn tất cả các chị rất là nhiều nhé. Và các chị ơi đừng quên là dành tặng cho tụi em một vài lượt chia sẻ cũng như là comment lên để tụi em nhìn thấy các chị đang hiện diện ở đây với tụi em trong buổi tối nay nhé. Có phải anh hết
yêu em rồi. Phải không Nguyệt? Anh hãy nói đi người ơi. Ok, hết yêu rồi. Em vô tâm hay là em đã sai mà dường như ta dần xa cách. Em nói đôi ta không hợp, anh nói em không còn như trước. Nhưng tại sao anh ơi, những lúc ta bên nhau, bàn tay anh không muốn ôm em thật lớn. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã hết yêu anh phải không? Vậy thì em sẽ bước ra đi, trả lại anh như ngày em chưa đến. Và khi em ra đi, anh sẽ nhận ra không ai yêu anh như em đã từng yêu. Và dường như em hiểu ra một điều, anh đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như em hiểu ra một điều, anh đã hết yêu em phải không? Vậy thì anh sẽ bước xa đi, trả lại em như ngày anh chưa đến. Và khi anh ra đi, anh sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng yêu. Bài gì vậy? À, này giờ ít như vậy lâu nhiều quá nè. Bài này cũng lâu rồi không hát đúng không chị? Sao bạn khóc rồi mố? Em có khóc đâu. Có làm gì khóc. Ngoài ngoài. Hello tất cả các anh chị, mọi người chia sẻ nhiệt tình cho bà đây em nhá. Để tắt đi. Ra đâu rồi. Ok. Ít nhưng dài lâu. Từ từ đâu rồi. Đánh vào đó lại. Rồi. Ok. À, lên luôn nào anh chị ơi. Lên luôn. À, sầu đông thì anh chị yêu cầu nhiều quá nhờ, phần quên thôi. Sầu đông. Ghi lại cho nhớ mấy này. Giờ rồi. Kéo kéo rồi ra. Nghe đây nào, kéo no. Mời đi trang giấy trắng, nhật ký anh lưu sau đây. Những thói quen anh mỗi ngày, mỗi ngày. Hay hơn ghen dẫn dỗi trên lối đi trên đường về. Khi em rất say anh ngồi đây. Ghi điều em sợ nhất, lạc mất em nơi đông người. Quen nắm tay em mất rồi. Ghi điều em thắc mắc, câu hỏi yêu anh thế nào. Anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều, vì từng chiều thường hay đưa đón. Đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hỡi để hiểu thói quen nhau. Để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều vì anh đã hứa. Hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em hỡi mỗi biết lâu xa nhau. Chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Yeah, đổi phong thủy chị Loan. Hey. Cảm ơn anh Hùng Nguyễn nha. Cảm ơn tất cả các chị đã yêu thương Sa Băng, Minh Nguyệt và Nhật Lệ. À, cũng như là yêu tất cả các thành viên trong DC Beauty nhé. Mỗi lần mà bên DC Beauty có một buổi live bất kỳ ai live thì rất là mong các chị cùng yêu thương và chia sẻ rực rỡ hết mình nha. Lúc nào anh chị cũng yêu thương tất cả anh chị em ở trong team đúng không anh chị ơi? Em biết mà. Dễ thương, tấm lòng bao la. Hôm anh nay chị... chắc là không lên nổi 3K quá. Ồ, hôm nay mạng bị vấn đề rồi, mạng rất là chậm. Anh chị ạ. Ừ. Anh chị không nhận được thông báo luôn đúng không ạ? Đúng rồi. Mai này trăng rơi trắng, nhật ký anh lưu sau đây. Những thói quen em mỗi ngày. Hay hơn ghen dẫn dỗi trên lối đi trên đường về. Khi em rất say anh ngồi đây. Vì điều anh sợ nhất lạc mất em nơi đông người. Quen nắm tay anh mất rồi. Vì điều em thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào. Anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều, vì từng chiều từng hay đưa đón. Đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hơi đẹp, hiểu thói quen nhau. Để
đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé, không cần nhiều thật nhiều, vì anh đã hứa, hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé, em hỡi mới biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Ít thôi nhé, không nhiều, vì từng chiều thường hay đưa đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Ít thôi nhé, em hỡi để yêu thôi quen nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé, không cần nhiều thật nhiều, vì anh đã hứa, hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé, em hỡi mãi biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Hey! Hey! Cảm ơn anh xe tải. Hey, lên một. Anh xe tải. Em thích cái nick của anh ở đấy nha. Sen được, đúng rồi. Hello chị Hồng Hoa, chị Phi Vi Phạm nha. Hello anh Co Đùng. Các chị ơi, chia sẻ lên mạng yếu thì mình chia sẻ được rồi, đánh lại cái mạng đó luôn nha. Có xem bao nhiêu được bao nhiêu lượt chia sẻ vậy? Mới có 674 à. Hôm nay chia sẻ nhiều đó chị ơi, đúng không? Thiếu cũng... 300 hơn 300 lượt nữa anh chị ơi. Lên mỗi luôn. Người tặng cho ba chúng lên em luôn. Một lượt đấy ạ. Cho hey. Tròn 1.000 anh chị ơi. Hey. Sau bài này anh chị nhớ 1.000 chia sẻ được không anh chị ơi? Được. Thiếu có hơn okay. 300 nữa thôi nè. Cho em xin 1.000 lượt chia sẻ anh chị yêu thương ơi. Hôm nay không có thông báo nhưng mà lại nhiều chia sẻ đúng không? Thì là các chị yêu thương mình lắm đấy. Mạng yếu mà các chị vẫn yêu thương mình nè. Chiều nay gió đông về, đông về. Dừng chân trên bến xưa, được trai gió sương về thăm cô hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng. Tình sâu lạnh buốt đêm trường, rồi ngày mai sẽ xa đi phương trời. Biết đâu trên đường bạn neo tư ly, biết đâu cuộc đời ngày mai mà tôi vẫn còn tiếc nhớ phút giây ban đầu. Tại vùng bước chân buồn, em đã sống ngang rồi, đành thôi nhớ mong vơi theo gió đông, tình yêu giá băng vào nơi cuối trời nhớ. Sầu đông còn đến bao giờ? Chị yêu thích đi ạ. Hơn 700 rồi mọi người ơi, còn thiếu hơn 200 nữa thôi à. Mỗi một người tặng cho chúng em một lượt chia sẻ được không nào? Được chứ. Anh chị ơi. Cố lên 3.000 đi chị ơi. Hey. Hôm nay thứ 3 nhưng... mà đúng không? Nói gì? Hay quá, sầu đông FC111 đâu ạ. Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa, đời trai gió sương về thăm cô hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng. Tình sâu lạnh buốt đêm trường, ngày mai sẽ ra đi phương trời, biết đâu trên đường vạn nẻo tư ly, biết đâu cuộc đời ngày mai đó mà tôi vẫn còn tiếng nhớ phút giây ban đầu. Ngại ngùng bước chân buồn hey. Em đã xa ngang rồi, đành thôi nhớ mong gửi theo gió đông, tình yêu xa băng vào nơi cuối trời nhớ. DC Beauty mãi đời. Cảm ơn chị mãi đâu ạ. Như như là chị hát đó cái phần của Nguyệt rồi. xin lỗi đi. Xin lỗi Nguyệt, chị máu của chị quên. Em sai rồi. Cướp luôn cái khúc của Nguyệt rồi. Cướp luôn rồi. Hát xong mới ngỡ đi cái hôm nay mình hát hai khúc. Tại sao mình hát hai khúc gần nhau? Quá muộn rồi. Cảm ơn chị Tuyết Trương nha.
Cảm ơn anh Hậu, Ngô Hậu, cảm ơn tất cả các anh chị yêu thương nào. Hey, cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Ở trong lúc live mà các chị họ để lại số điện thoại tăng cân nhiều quá nè. Bây giờ ngưng lại tăng cân một chút xíu đi. Cái tăng cân này, cái sản phẩm rất là dễ thương. Cái sản phẩm này nó không phải là thuốc nha các chị nha. Nó sẽ giúp cho chúng ta uống vào, nó sẽ tăng cái thứ kích thích nè. Các chị uống vào thì các anh chị có cảm giác chúng ta thèm ăn, ăn thấy ngon miệng hơn và từ đó chúng ta sẽ tăng cân. Cái sản phẩm hạn chế của nó là chúng ta sẽ tăng cân khá là chậm. Nhưng mà khi mà các anh chị đã tăng cân được rồi thì cam kết cân nặng của các anh chị sẽ được giữ vững. Tại vì sản phẩm bên em nói không với cái sự tích nước nha. Tích nước thì chúng ta sẽ tăng nhanh và bị xuống nhanh, còn cái sản phẩm này thì nó tăng bằng những cái chất dinh dưỡng mà các chị nạp vào bên trong cơ thể mình á. Thì các chị anh chị đói bụng, các chị thèm ăn, các chị nạp dinh dưỡng vào thì chúng ta cần khoảng thời gian khoảng một tháng để chúng ta trao đổi chất cho cơ thể chúng ta, và bắt đầu từ đó chúng ta sẽ tăng cân và cam kết sẽ giữ vững cân, giữ vững cái cân nặng cho tất cả các anh chị, với điều kiện là chúng ta giữ vững cái chế độ ăn nha. 350 cho trẻ em từ 7 tuổi tới 12 tuổi, còn từ 13 tuổi trở lên thì sử dụng cái liệu trình người trưởng thành người lớn giúp em. Một liệu trình có cho trẻ em là 350.000 đồng, liệu trình người lớn là 600.000 đồng, cả trẻ em và người lớn đều sử dụng trong vòng 2 tháng. Và khi mà các chị muốn mua sản phẩm với DCBT thì các anh chị chỉ cần để lại cái cú pháp là tăng cân kèm số điện thoại của tất cả các chị nha, để lại trong cái comment này. Và em đang nhìn thấy số các anh chị để lại tăng cân. Ok anh Xuân Đức nè, các anh chị ơi nhanh tay soạn tin nhắn tăng cân kèm số điện thoại để chúng ta cùng sở hữu cái sản phẩm tăng cân một cách an toàn hiệu quả, nói không với sự tích nước. Nó cũng không phải là thuốc nha các chị nha, nó có chứng chỉ GMP ở trong đây nè các chị ơi, hoàn toàn yên tâm về chất lượng của nó nha. 350 cho trẻ em và 600.000 cho người lớn. Cho em nhìn thấy số điện thoại của tất cả các anh chị đi nào. Dạ. Sản phẩm này không phải là thuốc anh chị nha. Chị Nguyệt đây, người đi lên đây, quẩy đây. Từng yêu hình như nó cuối cùng nó nằm ở dưới á. Đấy đây này. Đây khỏi không? Cộng đi. Khỏi cộng à? Son thăng đi. Xuống đây. Okay, vỡ man. Vỡ cổ họng hết. Vỡ cổ họng. Dạ, yeah, lên luôn này. Ờ, rồi. Từng yêu. Hai anh chị yêu thương ơi, chúng ta lên, tiếp tục lên nào. Quẩy lên à. Xuống làm gì lại phải lên thôi anh chị ơi. Lên luôn nhá. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu? Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu? Có đắng cay nào bằng em vội vàng quá mau? Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Tất nhiên đẹp trai rồi. Giờ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em gió buồn mà. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, rất nhiều. Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu? Trái tim em giờ đã quên nuông chiều. Xin đừng quên ta đã từng yêu. Dễ thương này còn hay nữa. Cảm ơn chị Nguyễn Ly này. Ly Lan ơi, hát cái bài em nên dừng lại rồi. Ba em gái yêu xinh quá, hay quá. Cảm ơn chị Thảo Thảo nè. Khoái. Khoái, cảm ơn rất là nhiều ạ. Cứ thấy anh chị khen là khoái đấy anh chị ạ. Cảm ơn anh chị nhá. Cảm ơn chị Vivi, hello chị Phương, chị Hoa Quả Vân. À em sai rồi, bài đó em không biết à. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu? Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu? Có đắng cay nào bằng em vội vàng quá mau? Người con gái đang đi bên anh là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương ai, Nguyệt biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dẫu buồn mà. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, 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 nhiều. Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu? Trái tim em giờ đã quen nuông chiều.
xin đừng quên ta đã từng yêu. Nếu một ngày người ấy yêu bội bạc, bội bạc, anh đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh giữa một bên. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên uống chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Hey, chị Hoa Như ơi, chị mua một body chị sẽ được tặng một sữa rửa mặt hoặc là một cái kem tẩy tế bào chết như chị nha. Chứ bên kem chống nắng thì mình chưa được tặng. Hoặc là chị cứ Hoa Nguyễn chị để lại số điện thoại đi, thì bên em sẽ có chuyên viên tư vấn cho mình cái cách thức để tặng quà như thế nào ha. Cảm ơn chị nha. Wow, cảm ơn anh Nguyễn Hùng này. Dấu yêu hôm qua hát rồi chị Hoa. Chị Hoa Cỏ Vân ơi. Ok, chinh cảm ơn tất cả các chị, cảm ơn Phạm Phước nè. Các chị ơi, body đây là 480.000 đồng và chúng ta mua một chai sẽ được tặng thêm một sữa rửa mặt. Thay vì cái bộ đồ này chúng ta mua với giá là 730.000 đồng bình thường á, nhưng bây giờ đang có chương trình khuyến mãi thì chúng ta mua với bộ đồ này chỉ có giá là 480.000 đồng thôi. Chúng ta để lại cái cú pháp là kem body kèm số điện thoại giúp em nhá. Bên trên tầng lầu chắc là hẹn một buổi live khác đi. Tại hôm nay tụi em đang test cái này một chút xíu các anh chị ha. Mong các anh chị đợi tụi em một tí xíu nhé. Đợi mãi Nhật Lệ mới chào anh. Nói chung là em rất là muốn chào tất cả anh chị luôn, nhưng mà thỉnh thoảng mình đang hát đúng không anh chị, đúng hoặc rồi. Là mình đang nói cái gì mình tự nhiên mình quên luôn anh chị ạ. Lúc đó không tìm thấy comment của anh chị nữa, thế là không thể chào được. Không nhớ ai vừa đúng nhắc rồi. Tên mình. Không nhớ anh chị nhắc ơi. Nhắc thường xuyên vào. Lúc đó là rõ là nhìn thấy rồi và nhớ trong đầu là phải chào đó, nhưng mà quên mất anh chị ạ. Bởi vì comment của anh chị nó chạy rất là nhanh anh chị ơi. Sao anh chị thông cảm nhá. Sao? Câu hẹn câu thề kìa. Câu hẹn câu thề. Hôm qua là câu đợi câu chờ, hôm nay câu hẹn câu thề. Em sợ lắm rồi. Hôm nay là tụi em đang test hát nguyên cái dòng kho nhạc của bên em có sẵn thôi các anh chị. Cho nên là để xem thử nó còn có bị vấn đề bản quyền hay không. Dạo này Facebook căng lắm cho chị ơi. Tình đơn phương này, hay hát bài sóng gió đi. Sóng gió cũng được. Lâu lâu không gây bão nhỉ. Có được không anh chị? Hay là tận đổi tí phong thủy sóng gió đi, nhớ đâu này chuẩn bị rõ về anh chị. Lên luôn nhá. Lên. Chị em mình chơi. Các chị mua hàng để lại số điện thoại nhé. Body kèm số điện thoại, nước hoa nữ kèm số điện thoại. Kim Thế Nhi mình để lại số điện thoại giúp em nhé. Collagen để lại số điện thoại giúp em. Kim Chi Nguyễn ơi, kem chống nắng hiện tại bên em đang bị đứt hàng á chị Hồng Nguyễn. Hồng trần trên đôi cánh tay, họa đời em trong phút giây. Từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi em thơ ơ. Lòng người ai đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta từ xưa ngà. Thương em bờ vai nhỏ nhòi, đôi mắt hóa mây đen. Thương sao mùi dạ lý hương vương vấn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông em nhớ ai. Chim kia về vẫn có đôi, sao trắng số phù thề. Anh ơi đừng xa cách tôi, chẳng cố nếu anh về. Bình yên trên mái nhà, nhìn đời ngược dòng, anh còn bên em có phải không? Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, sáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cỡ sao còn tăm tối. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến em lẻ loi. Anh Nguyễn Duy Khánh ơi, anh muốn hợp collagen để lại số điện thoại giúp em nha anh trai. Cảm ơn chị Thảo Phương, cảm ơn chị Kim Anh này. Em mong các chị cùng đồng hành cùng với tụi em là cùng đẹp lên mỗi ngày cùng với tụi em, cùng khỏe lên mỗi ngày với tụi em, và luôn luôn có tràn đầy niềm vui trong người chúng ta nhé anh chị nhá. Cảm ơn chị Thủy Nguyễn nha. Cảm ơn anh gì nhỉ, quên rồi. Quên anh rồi. Anh Trần Văn Tùng vẫn là tiếng em công ý sông Nam. Cảm ơn anh. Anh kiên định đấy. Like, dành một like cho anh trai này. Nhận một nhành hoa rơi, đoạn đường về nhà không một anh ơi. Dòng người vội vàng giờ này tình ơi, anh ở đâu rồi? Lặng nhìn bờ bãi xưa, tựa đồ mình hỏi rằng khổ chưa. Đành lòng chặn đường giờ đừng đi vì cô hương. Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, sáng ai về chung lối.
chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến em lẻ loi. Hỡi à, hỡi à, hỡi à, hỡi à, hỡi à, hỡi à. Nhớ anh Tùng ơi, anh bị ngượng lỡ hẹn Sông Lam đi để em hát nào. Ừ, được ấy. Trời ba đi sáng năm tháng tư bề, dáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tầm tôi. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh ơi chẳng khiến em lẻ loi. Hỡi à, hỡi à, hỡi à, hỡi à, hỡi à, hỡi à. Anh Tùng cứ yêu cầu bài đó hoài. Đúng rồi chị Thu Hà, tại vì các anh chị biết sao, tại vì anh yêu thích muốn nghe giọng hát của tụi em cho nên anh mới kiên trì như thế. Rồi, cho nên là Lệ nhớ về nhớ tập bài đó nha, tại không ai tập được bài đấy đâu. Ok. Không hát mà em ngại lắm á. Đúng rồi. Xem như em chẳng may một đêm say. Em cảm ơn chị Hoa Nguyễn, cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Và các anh chị ơi, trong khi mà chúng ta đang xem live, chúng ta sẽ luôn luôn tụi em sẽ có nhiều cái mà tụi nói thôi, nó hài hài hước xíu thì Diệp rất là mong, kiểu như là mong muốn các anh chị luôn luôn cười vui với tụi em nè. Các anh chị đừng có nghĩ là tụi em giỡn hớt hay là này cái nọ nha các chị ha. Tụi em cũng rất là mong mang đến những niềm vui cho tất cả anh chị sau một ngày làm việc mệt mỏi, cũng như là muốn gửi đến tận tay các anh chị những cái món hàng mà làm cho tăng cái nhan sắc cái lên nè, anh chị lên nè, rồi tăng cái sức khỏe lên nè. Hello chị Phương nha. Cho nên là chúng ta có chương trình khuyến mãi nào thì tụi em rất là hay tư vấn, và các chị hay nói là nói ít thôi hát nhiều đi. Nhưng mà các chị biết sao, nhiều khi là tụi em muốn bán hàng cho công ty nè, thêm một cái nữa tụi em muốn tư vấn rõ hơn về những sản phẩm mà đến với tay của các chị. Các chị hiểu rõ hơn về sản phẩm thì các chị sẽ tự tin sử dụng nó hơn, đúng không? Bây giờ thì hiện tại những cái chương trình khuyến mãi á, thì bên em mà muốn tư vấn với tất cả các chị để các chị mua được những mặt hàng bên em vừa chất lượng tốt nè, vừa giá cả đang được khuyến mãi nữa. Cho nên tụi em sẽ hơi nhiều một chút xíu, mong các chị thông cảm cho tụi em nhé. Đúng rồi, bởi vì ở đây có rất là nhiều anh chị mới vào chưa biết sản phẩm như thế nào đâu anh chị ơi, cho nên là chúng em cũng xin phép anh chị được tư vấn cho các anh chị đó. Ví dụ như anh chị đang muốn tìm hiểu về sản phẩm và mình tư vấn tâm lý mua hàng mà đúng không anh chị ơi, mình phải tìm hiểu kỹ thì mình mới dám mua đúng không anh chị? Không hiểu gì mà mua đúng rồi, không biết là cứ thấy nói chưa cái thấy nói gì đã thấy hát rồi thì làm sao người ta gọi là tin tưởng đúng không anh chị? Anh Hiếu ship ơi, anh cần nước hoa nam, anh để lại số điện thoại giúp em nha, để lại số điện thoại ngay anh Hiếu ơi. Anh Nguyễn Duy Khánh, anh hỏi là có được tặng một hộp sủi hay không em? Thì hiện tại đang có nha. Anh Nguyễn Duy Khánh, không những là anh mua 3 hộp sủi này, anh được tặng thêm một hộp sủi, mà bên em còn tặng thêm cho anh một món quà nữa nè. Anh Khánh để lại số điện thoại chưa nha? Nãy giờ lo hát không để ý anh Khánh ơi. Anh để chưa? Nếu mà anh chưa để thì anh để lại giúp em nha. Còn nãy anh để rồi thì thôi ha. Tại comment trôi nhanh quá rồi. Anh chị ơi. Ừ. Tôi nhắn tin nhân chị Thu Hà ơi. Inbox mình chat chứ riêng. Có câu hỏi nào thầm kín chị inbox Nhật Lệ này, sao băng Minh Việt inbox riêng. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi, các chị biết sao không? Tại tụi em coi các chị cũng như là những người thân thương của tụi em, tại vì không chỉ là các chị lạ. Nước hoa xe hơi, dạ không có nước hoa xe hơi mà có phân biệt nam nữ nữa ha. Răng rửa em không biết luôn á, nước hoa xe hơi mà có phân biệt nam nữ hả? Cái xe nào xe nam mình để nước nam đúng không? Còn xe nào mà cái xe nữ thì mình để nước nữ hả? Trong năm hết rồi này chị Thê. Đó, cho nên là những sản phẩm nào mà chúng em đang nói ở đây nó còn hết anh chị nhờ. Nhanh tay nhanh chị nhá. Nhất là cái em nước hoa này anh chị này, sắp hết hàng rồi anh chị nhá. Chỉ còn một số lượng rất rất là nhỏ thôi. Và nó còn sót lại thì hiện tại mới còn ở đây thôi anh chị. Còn là các anh chị săn hết rồi anh chị ơi. Hiện tại sale cho anh chị sẽ còn giá là 900.000 đồng nhân kế tháng đặc biệt này anh chị nhá. Ok, Nga Phạm này, anh Tuấn nói là chỉ thích nghe tụi em hát thôi. Thì tụi em cũng rất là thích hát, nhưng mà nếu mà ngồi hát không thì tụi em sẽ cạp mà. Cạp đất. Cạp cái màu giống màu eo hồi này. Cạp. Là ăn. Nếu mà em cạp được cái đó thì em sẽ hát hoài luôn á. Đúng rồi. Chắc buồn cười quá. Ok, Huy Vũ muốn sao băng tư vấn trực tiếp cho anh hả? Anh nhắn tin vào fanpage của em nha. Dạ. Ok, cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Nước hoa này là nước hoa nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ Pháp nha. Phạm Thị Sáu nói là Nguyễn hôm nay không thấy nói gì. Xong nói gì vậy Nguyệt? Nguyệt bà để cuối like chị mới bắt đầu chị. Chị Lê. Bây giờ chị đang dưỡng sức ấy. Bây giờ hai em làm đi. Tới chị là chị hốt cơ, chị làm buổi sau này. Gọi là chạy ngày xưa chạy chạy tiếp sức ấy. Tiếp sức đúng rồi. Tụi em là đồng đội mà các chị tiếp sức. Đúng rồi.
Người nọ mệt thì người kia tiếp sức sau anh chị. Cảm ơn chị Hiền Hoàng này. Đây, nước hoa nữ là cam kết với tất cả các chị là nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ Pháp nha. Ba tầng hương mà 100ml mà bình thường giá gốc 1.6.000, 1.7.000 mà chúng ta vẫn mua. À, và lâu lâu hình như có một đợt chia sẻ sếp em like đó là nhân dịp ngày gì á, đặc biệt lắm, là sale còn 1.100.000 đồng. Còn bây giờ là các anh chị để lại số điện thoại thì chúng ta mua với giá là 900.000 đồng thôi, mà còn cam kết nếu phát hiện hàng fake thì bên em đền mùi 10 lần tiền giá gốc luôn. Thì tại sao các anh chị ơi không để lại số điện thoại ngay bây giờ? Nước hoa nữ kèm số điện thoại để chúng ta cùng sở hữu cái mùi hương này, nó ấm áp, nó ngọt ngào, quyến rũ và thu hút lắm nha. Nhanh tay luôn. Để lại số điện thoại giúp em đi nha. Cảm ơn anh Hiếu ship nè. Em đứng phía sau hát hay nhất. Đúng rồi anh ơi. Đấy, mỗi người sẽ có một giọng đặc biệt anh chị nhá. Cao, trung, trầm. Chị ơi, ba giọng kết hợp vào vậy, cũng ok đúng không? Bởi vậy chị? Thì ba đứa em mà like thì các chị nhìn các chị nói là thích ba em nhất, thích ba em nhất. Thì tại tụi em có một mỗi người, ví dụ người này thiếu cái kia thì người kia có. Người này có dư cái gì thì người kia đang thiếu thì đẩy qua, người đúng kia rồi. Dư đấy, giống như là collagen vậy nè. Cái này đang có cái nhiều cái làm cho da chúng ta căng sáng mịn màng, nhưng cái này cái collagen DC Plus thì nó hỗ trợ chúng ta điều trị nám và tàn nhang. Khi mà chúng ta mua ba hộp collagen DC Plus được tặng thêm một hộp sủi này, nó kết hợp với nhau thì nó sẽ tăng cái hiệu quả lên rất là nhiều các chị nha. Cho nên lý do tại sao bên em bán hàng tặng như thế là vừa một hộp collagen DC Plus trị giá là 790.000 đồng, chúng ta có hỗ trợ thêm thành phần glutathione thì nó giúp da chúng ta trắng sáng, mịn màng, trắng đều màu và hỗ trợ chúng ta điều trị nám và tàn nhang. Trong cái bảng thành phần của collagen DC Plus này không có vitamin C, nhưng ở trong cái collagen sủi này có vitamin C. Thì khi chúng ta dùng nó hỗ trợ nhau rất là nhiều. Với cái dòng collagen đi sủi này thì các chị nhớ uống vào ban ngày giúp em nhé. Tại vì có vitamin C thì chúng ta không nên uống vào buổi tối. Nó lắng lại, nó làm tạo thành sỏi thận nếu mà chúng ta dùng vitamin C vào buổi tối nha. Nhớ giúp em nha. Đặc biệt là có biotin nữa đúng không chị? Cái này nó biotin, còn cái này nó không có biotin. Nó bù hỗ trợ qua nhau giống như tụi em nè. Em có chất giọng mà có thể là em lên trên cao được. Cái bạn Lệ thì chung chung hát vừa dân ca gì được. Còn tụi em không hát được. Em hát nhạc trẻ giật bốc bốc. Còn Nguyệt thì bằng sau là hát nhạc tình, hát nhạc trầm trầm sâu lắng đi chu 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 len lỏi cho trái tim các anh chị đó. Thì mỗi người có một cái thế mạnh riêng và cũng có một cái điểm yếu riêng, thì sản phẩm bên em cũng thế. Thì nếu cái nào mà nó còn chưa có thì bên này nó sẽ hỗ trợ bên này nha các chị nhá. Chúng ta dùng thì chúng ta nhanh tay để lại số điện thoại giúp em để chúng ta cùng sở hữu những mặt hàng bên em. Bên em bán hàng thì đưa cái tâm lên hàng đầu rồi, coi các anh chị như là người thân người trong gia đình chúng em vậy đó. Cho nên một khi mà có chương trình khuyến mãi gì là em cứ muốn tư vấn hoài để các anh chị cùng biết, các anh chị mua chúng cái đợt tư vấn thì nó được khuyến mãi nhiều thì chúng ta vui. Thay vì mặt hàng đó chúng ta mua với cái giá trị gốc như thế, nhưng mà bây giờ với cái chất lượng như thế mà chúng ta mua được giá rẻ hơn thì ai không vui đúng không? Ai cũng sẽ vui. Cho nên tụi em sẽ nói nhiều hơn về mặt hàng đó một chút xíu. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Ba em hát tặng anh bài Lỡ Hẹn Đường Dòng Lam được không? Mật ong Yên Thành là biết cái tâm ý của Lệ đấy. Em đợi mãi đấy chị ạ. Đợi nãy giờ. Dạ, ok các chị ơi, hãy nhanh tay để lại số điện thoại giúp em để cùng mua sản phẩm cái này nha. Sủi thì chúng ta 1.100.000 đồng và chúng ta mua 3 sẽ được tặng 1 và kèm thêm một phần quà. Mua 6 sẽ được tặng 2 và kèm quà cho mình luôn. Còn mua 8 hộp được tặng cho các chị 3 hộp luôn. Quà hiện tại có đây, chỉ cần đưa số điện thoại ra là lấy ngay, đưa số điện thoại ra là lấy ngay nha các chị nha. Đó. Nói chung là chương trình khuyến mãi quá đặc biệt đúng không anh chị ơi? Mình mua bao nhiêu nhỉ? 2.370.000 đồng mà mình được tặng hẳn một hộp sủi trị giá 1.1 triệu rồi anh chị. Và đặc biệt là không có mất phí ship gì anh chị nhá. Bình thường là người ta thu phí ship là ví dụ nặng như này là cũng phải mấy chục đấy anh chị. Bên em cam kết là không nha anh chị. Kể cả mua một keo chống nắng hay là một mộc đá hay gì đó đều không mất phí ship nha anh chị. Đó là cái đặc biệt chị của DC. Dương nói mà cái miệng nghe thấy thích ghê. Ấy cái miệng của em hay là Nguyệt, miệng của Lệ? Nguyệt đang anh im chị... mà chắc là không phải là anh chị toàn khen cái ba cái miệng duyên thế thôi. Cả ba. Đây là cả ba chúng mình rồi. Các anh chị hôm nay vừa bảo hát bolero tiếp đi kìa. Bolero thôi. Bữa nay thì các chị cho tụi em hát cái nhạc trong kho tụi em một bữa nha. Tại vì tụi em đang test xem thử còn nếu mà hát trong đây thôi, không có bất kỳ một cái bài khác nào ở ngoài xem có bị nữa không á. Các chị thông cảm cho tụi em nha. Ok, hello sếp Ren, đẹp trai cute for my queer. Em chào sếp ạ. Sếp cho mưa xuống ạ. Dạo này mưa nhiều sếp nhá. Dạo này Bình Dương mưa nhiều quá sếp ơi. Ok, body là 480 này chị ơi. 480 và chúng ta mua chúng ta sẽ được tặng thêm một cái sữa rửa mặt trị giá là 250. Thay vì bộ đôi này chúng ta mua 730.000 đồng thì bây giờ chúng ta mua với giá là 480.000 đồng thôi. Để lại cú pháp body kèm số điện thoại để chúng ta sở hữu cái sản phẩm này liền nhé. Nó kèm body dưỡng da trắng sáng mịn màng thơm tho mà nó còn có thành phần chống nắng nữa. Các chị không mua là chúng ta tiếc lắm nha. Này sếp Renvo sao qua chẳng đi già ta. Ngày nào cũng vậy mà.
Ngày nào cũng vậy, có bữa mình nhìn thấy có bữa không thấy á. Ông vậy không, hoặc là lâu có thể là yêu thế hay là hay thế, trái tim đó là ông tùy bữa. Nói chung là chúng em có những sếp rất là dễ thương ạ. Dễ thương vô cùng luôn á. Đây, nước hoa nữ đây các chị ơi, còn sót vài chai thôi. Giá gốc là 1.600.000, 1.700.000, và chúng ta để lại số điện thoại, chúng ta sẽ được mua với giá 900.000 đồng, cam kết hàng nhập khẩu từ Pháp về các anh chị nha. Nếu phát hiện không đúng thì bên em sẽ đền 10 lần tiền cho tất cả các chị. Nhưng các chị nhớ giúp em là chốt đơn hàng bên em với đầu số là 0888881111. Còn nếu đầu số khác chốt đơn thì bên em không cam kết được. Tại vì những người đó họ dạ mạo danh thôi mà. Bên em chỉ có một mình duy nhất cái đầu số đó thôi nha chị nha. Một bài Lỡ Hẹn Dòng Lam kìa. Lỡ nhung. Lỡ Hẹn Dòng Lam anh chị kéo lên 2k là Lỡ Hẹn Tiếp này anh chị này. Cứ hát Lỡ Hẹn mãi thôi. Đâu nhỉ? Nhìn này là tắt tiếp rồi vào đấy. Lạ thật sự. Nó vậy. Bài này hay quá cho nên cực kỹ. Đó. Anh chị nào mình dùng sản phẩm nào mình chỉ cần để lại số điện thoại là được nhá anh chị nhá. Mình nhớ để lại từ từ để số điện thoại thôi nhá các chị nhá. Và đây là mình là dễ. Mình nhầm số là chúng em sẽ không liên hệ được với anh chị đâu ạ. Ừ. Vào đây thử. Nó mất ở đâu á? Tại đâu á? Hay chân tình đi. Lâu quá chân tình. Ok, và chân tình, tấm chân tình của Sao Băng Minh Nguyệt và Nhật Lệ gửi đến tất cả các chị nhá. Okay. Hello tất cả các anh chị yêu thương này. Chị Hà, cảm ơn anh Hiếu ạ. Minh Nguyệt nói rồi đấy, chuẩn bị bay rồi đấy. Minh Nguyệt chỉ hát thôi. Hôm qua anh chị hỏi Lệ ít nói thế, hôm nay đến hết Nguyệt, mai đến hết Băng. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Và anh là nhớ, nhưng giờ em đứng chờ trông một mình lặng lẽ khướt lạnh trong mưa vì em. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, giống gương mặt trên vai anh khóc òa. Những con đường anh đi rồi cũng đưa em về bên anh. Đầu tiên có em tận đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Cảm ơn anh Eric nha. Hey, cảm ơn tất cả các chị. 18 Thu Hà, Emily Huỳnh, Kỳ Phương, anh Tuấn Nguyễn nè. 18 86 chào anh chị nhá. Yếu ship, yếu ship là lấy nước hoa nam cho xe hơi đấy. Cảm ơn anh. Hey. Chiêu không anh chị? Quá. Chỉ có ở DC Beauty thôi anh chị nhá. Cảm ơn Hiền Nguyễn nha. Cảm ơn Trang Dương. Và anh lại nhớ, nhưng giờ em đứng chờ trong chân trời một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quê nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai anh khóc òa. Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Hey, cảm ơn chị Thảo Thảo, chị Tuyết Trương, cảm ơn tất cả anh chị ạ. Chào anh Michael Phạm nha, lâu lắm mới thấy vào nhỉ. Wow.
Anh Thiên Hà rất là nhiều bình luận như này, cảm ơn anh này. Chào chị gái Thiệt Hà nhá. Ai Hà gì, anh Hà hả? Cái gì vậy? Tiếng hát hay quá, vọng sang bên Mỹ quá. Bay xa quá. Bay quá xa rồi anh Eric Bùi ơi. Kêu anh Hà đấy đúng không? Anh Thu Hà, chào anh Thu Hà nhá. Cảm ơn chị Nhâm, cảm ơn Dành Gia Thắng nè. Các thiên thần của DC nữa tới mãi đỉnh. Quên cái rồi đấy, quên của bản thân rồi. Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều băng mai. Chào Minh Nguyệt thôi nhé. Tại sao không chào chúng em vậy? Không chào em mà anh Hùng. Em buồn á. Không, mình vẫn chào anh Hùng chứ, mình lịch sự mà. Hello anh Hùng nha. Mọi người hát cái bài chân tình đó cho mà đâu phải chào đâu, anh chào với các em từ đó đến giờ. Ủa vậy hả? Vậy là em nghĩ sai cho anh rồi, là em quá sai. Anh xin lỗi em, tự phạt. Thế lạ quá, cảm ơn. Vậy lạ quá hả Vũ Thi? Dạ. Không quen nữa. Đào tạo thay nghề. Đào tạo chuyển nghề. Cảm ơn chị rèm cửa Trúc Hiếu nè. Mốt em mà có nhà em xây nhà, em đặt chị rèm cửa may cho em cái rèm nghe không? Có được free không chị? Không, chị sẽ giảm giá chứ được không chị gái ha? Chứ free luôn thì lấy gì chị ăn? Thôi, nói đấy, thế chị thôi. Cũng, ấy. Hát cái bài gì mà lâu lắm hôm trước em nhớ không? Bài gì? Bài gì nhỉ? Kéo về xong cuối cùng xem nào. Cuối cùng à? Về quê. Ngồi tựa Hoạn Thùy Hận. Được không? Ngồi tựa thì có mình mà hai đứa ngồi tựa. Có hay là hát bài Miếng Cắt Trắng Đôi Mắt đi. Đôi mắt vừa này có hình chị. Đôi mắt là vừa hát rồi này. Miếng Cắt Trắng. Mới hát rồi. Tình Khúc Vàng chưa hát lâu lắm rồi đó. Được không? Được không? Thì chị thấy nó đây rồi nè. Được. Ê chị ngồi bên đây chị nhìn thấy rõ hơn nha. Bên này khó nhìn hơn. Dưới kìa. Ê này. Nhưng mà nó là trưởng hay thứ à? Cộng thêm mà trưởng thứ à? Ok anh chị lên bài chân tình đi. Mời anh một. Ok. Hát bài về quê xong rồi là nhớ nhớ nhà luôn. Khóc luôn. Lâu lắm rồi không được về Nam Định. Anh lại đổi bài rồi, anh Tùng ấy lại đổi bài khác rồi. Anh Tùng qua bài khác hả? Cảm ơn anh Tùng nhé, luôn đồng hành cùng với tụi em nè. Anh nghe mùi hương trên tóc quen nồng nàn. Anh nghe tình em chưa chan. Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng với người đời há môi cười. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng. Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng anh chiều xa. Ngồi bên em cũng đàn hát lên tình khúc vàng. Bao nhiêu âu lo đời vụt tan. Xa nhau rồi, phút giây còn một lời. Anh ơi, còn nhiều điều chưa nói. Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố. Bước theo em bằng khoảng hơi tinh xa. Nhớ về dòng sông, ấm lòng mùa đông. Nụ hôn ta chơi vơi theo qua sáng. Gửi tình vào mây, gửi tình vào gió. Có xa nhau xin đừng lạc tan cho. Muốn là dòng sông lững lờ mùa đông ôm em trong giấc mơ tình khúc vàng. Let's go. Vĩnh biệt màu xanh, bài này hay này. Hay đấy nhưng mà mình quyền chưa không phải mình không phải quyền đâu nhưng mà mình đang test thử. Cố gắng ngày hôm nay. Nhân Lệ và Minh Nguyệt thì quê ở Nam Định, còn Sao Băng thì quê ở Bình Thuận nha anh chị yêu nhá. Có ai về quê chúng em làm rể không? Vậy anh Trung Nguyên ghi em chỉ đọc được mấy chữ à? Trung à, Trung Trung tiện hay là Trung xuân thì à? Ta. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng. Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng anh chiều xa. Ngồi bên em cũng đã hát lên tình khúc vàng. Bao nhiêu âu lo đời vô tan. Ngày mai xa nhau rồi, phút giây còn muôn lời. Em ơi bao nhiêu điều chưa nói. Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố. Bước theo em bằng khoảng hơi tình say. Nhớ về dòng sông, ấm lòng mùa đông. Nụ hôn ta trôi vơi theo cơn gió. Gửi tình vào mây, gửi tình vào gió. Có xa nhau xin đừng lạc tan.
cho. Mùa là dòng sông, lưng là mùa đông, ôm em trong giấc mơ tình khúc vàng. Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố bước theo em bâng khuâng hơi tình say. Nhớ về dòng sông, ấm lòng mùa đông, nụ hôn ta chơi vơi theo con say. Gửi tình vào mây, gửi tình vào gió, có xa nhau xin đừng là tan cho. Muôn là dòng sông, lưng là mùa đông, ôm em trong giấc mơ tình khúc vàng. Hey, tình khúc vàng chứ không phải tình khúc bạc đâu nhá. Okay. Hải Hậu Nam Định cùng quê em nhá anh nhá. Trời ơi, các chị comment là số 18 với lại số 86, các chị phải ghi chữ 2 lần số 18 thì bên em có 2 người số 18 lận. Nếu mà ghi vô một là buồn. 18, 18 và 86 nha. 86 mãi đỉnh và 18 thì mãi mãi đỉnh dạ. Bởi vì tại có sao 2... có nhiều hơn chúng? À có 2 2 mãi. Có 2 mãi thì phải là mãi mãi đâu anh à, chị. Ok. Ôi tôi bị tuột nơ rồi. Người ta tính cả người ta mới nói đấy, đúng không? Quá. Cảm ơn anh Tùng Nguyễn, anh Tùng Nguyễn cùng quê chị em mình kìa, Minh Nguyệt ơi. Ừ. Minh Nguyệt ở thành phố, anh nào thành phố không nhỉ? À, chào anh Trường 17 đi. Chào nha. 86 tuyệt vời nè. Hát em nghe khen em là em phái. Bình Thuận chiều vắng em của chị này, về tập đi nha. À, anh Tùng chuyển bài câu hát tình quê rồi nhá. Ba em về tập đi. Thật sự luôn là cái bài hát mà về tính Bình Thuận, tôi chưa biết bài nào. Thế mà đòi quê Bình Thuận. Hừ quá, phải tập thôi. Chị Nguyệt Mai, chị em mình tập bài Nam Định hát tặng các anh chị của Đồng Hương. Nhiều anh chị đòi bài Nam Định quá mà em chưa. Nam Định dòng nhạc đấy là chủ yếu em hát được chứ chị. Thì về quê hương tập biết đâu lại hát được. Không cần hát hay, chủ yếu là tấm lòng yêu rồi, quê hương. Tấm lòng là được. Em cũng về, em sẽ tập bài Bình Thuận của em để quảng bá quê hương Bình Thuận. Không cái bài Quăng Tao Cái Bon là nó đang hát về Bình Thuận á. Quăng Tao Cái Bon. Đất Bình Thuận thanh long mà có đủ. Đấy được đấy, mai tập nhé. 17 chào anh em. Cảm ơn anh, chào anh nhá. 17 là Thái Bình đúng không chị nhỉ? 18 cộng ghê chứ. Ông tặng ông chào 18 cộng. 18 cộng tức là cộng 1 đấy. Hai em mà đúng không? 20 ạ. Chào anh ạ. 20 là ở đâu ấy nhỉ anh nhỉ? Em 20 ở đâu ngoài Bắc á. Anh Trần Tùng lại đổi bài là giữa bông rồi. Anh Tùng có nhiều cái kho bài. Cái bài của anh Tùng yêu cầu toàn những bài hay và rất là khó hát nha. Cho nên là tụi em sẽ rất là khó hát dành tặng cho anh được. Cho nên là sẽ lâu lâu mới có được bài. Anh Tùng đừng có buồn tụi em nha. Anh yêu cầu một bài chúng em sẽ tập. Anh yêu cầu những 3 bài này chúng em không tập nổi đâu anh ạ. Từ từ, mình cứ phải từ từ xếp hàng. Lấy số từ từ bài nha. Anh ở Nghĩa Hưng, ở anh ở Vũ Bản, cảm ơn anh ạ. À, hát bài biển số có Bình Thuận. Ừ, bữa mình nói tính hát bài biển số, Nguyệt mà chưa hát luôn á. Biển số á? Về tập. Có bài cái hát, bài hát gì? Nó nhạc chế của bài. Nhạc chế. 20 Thái Nguyên, ok chị. Lời. Cảm ơn anh Trung Nguyên này. Trung Nguyên cưa cưa, xoay cưa. Cần nói bé thế, vợ anh nhớ, vợ anh nào càng chết thế. Để hát bài qua bến là quá ok nha. Hôm nào để em hát nha. 15, 19, ui anh chị bắt đầu comment người quê hương này. Quê hương trốn Thanh Bình có bầu trời này, xanh 9, thấm 8, xanh. 35 này, hôm nay sẽ ngồi nói chuyện với anh chị nhiều tí nhỉ. Đúng rồi. Đúng không? Con đường màu xanh. Hát chay không nhạc. Chắc hát. Không bị đâu. Cái gì gọi là gì nhỉ? Gọi là muốn hát bài đó quá gọi là gì nhỉ? Không có nhạc, tôi sợ bản quyền quá, được. Tôi hát chay luôn. 15, 16, 62 này, rất là nhiều. Mình tự làm nhạc cho mình. Quan họ Bắc Ninh này. Kiếm bài gì hay hay nữa nhỉ? Bài gì làm nhạc 43, cho mình? 62. Nói chuyện đi lại ơi, nói chuyện đi lại, hát gì nữa? 11. Tây Vương Quốc Nữ. Bài này có nhiều người yêu cầu mà chưa biết, mình chưa tập bài này luôn. Ok anh Tuấn Nguyễn nhá, để em nào em hát. Đố băng hay hay là ở đâu? Ở Tuyên Quang phải không? Đúng không chị ơi, sai là sao băng mất trà sữa hay nha. Là ở quê bà ta. Em là cái đầu óc em nó hơi thông minh, cái gì cũng quên thông minh. Hậu Covid đà, ngày xưa cũng lắm. Thông minh ngày xưa cũng thông minh lắm, nhưng mà từ khi mà tiêm Covid là hơi ngu đi tí anh chị ạ. Trước tôi cũng như thế, nhưng mà tại vì không có cái gì để đổi thừa. Bây giờ thì có cái Covid để đổi thừa, nó cho nên đỡ quê hơn thôi. Em biết mà. Rồi, cảm ơn chị Phương Mai. Nói chung là chúng em ai cũng quy tính hết anh chị. 81 là Mỹ ở Gia Lai đó nha. Gia Lai à? Một con gà. Đoán đúng một con gà. Em biết 18 ở Nam Định nữa nha. Đoán đúng là một con vịt. 19 ở đâu? 19 ở đâu? Hả? 19 ở đâu? Phú Thọ. Phú Thọ nha. Em biết một số 19 là Phú Thọ. Một con bò nha. Thế một con nói bò. Nói nhỏ thôi. Nói to quá. 929. Em có biết mày một con bò không? Không. Ba là cây nến hồng, mẹ là cây nến xanh. Ủa, ba là cây nến vàng chứ. Ba là cây loạn nến màu. Vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng.
ba ngọn nến lung linh, đốt cháy một ngôi nhà, đốt cháy một ngôi nhà, ăn hết một con bò. Ok rồi. Cái bé dễ hát trên TikTok á. Thánh chế, thánh chế. Dạ. Không phải đâu, cái thằng nhỏ xíu mà dễ thương á. 35 ở đâu nhỉ? Nghe quen. 35, 35, 35, 35. 37 Nghệ An phải không? Ở đâu ngoài Bắc. Vì em mu si, lòng đã không biết biển số. 98. 98 đâu mà số lớn hả? Bắc Giang à? Đúng không? Bắc Giang đúng không anh ơi? Đúng không ạ? Chị Thiết Hà. 75 mình em không biết rồi. 43 cũng không biết luôn. Chỉ biết một số tỉnh thôi anh chị ơi. Ừ. Nói nhỏ thôi nha. Băng Nam, béo thúi. Quỷ Hoàng nè. 85 Hoàng chị Anh Thủy. Chết nha Hoàng nha. Ừ. Hoàng gặp mà chết nha Hoàng nha. Thị Trường Thịnh 43. Anh Hiếu ship 75, 37 Nghệ An đúng rồi. 35 Ninh Bình đúng rồi chị ơi. 35 là quê của anh Ninh Trinh Ninh Bình ấy. Quê sếp mà mình không nhớ kìa chết rồi. Trừ lương. Trừ lương nha. 35 quê anh Trinh đúng rồi. Sao không các anh chị biết mà nhân viên ông không biết. Trời ơi sorry sếp. Buồn. Sếp đừng có trừ lương. 75 Huế ạ. Đúng rồi, cảm ơn chị. Huế trở về Huế thương chị bài bà. Ca khắc trong chiếc nón. Chiếc áo bà ba. Bà ba ở đâu? Áo Huế bà đó. Ở đâu? Huế đúng Huế không? Huế là áo bà ba hả? Của Huế đúng không? Ủa áo bà ba là ở đâu ta? Huế hay là miền Tây? Em nhớ nghề của Huế đúng không? Thì cái mà áo bà ba đi ngày xưa em còn nhỏ em thích hát bài chị áo bà ba lắm. 43 Đà Nẵng ạ. Trời ơi, Đà Nẵng đẹp thế. Khi nào trời Đà Nẵng mình chơi? Ra mấy lần rồi mà mình không biết bằng số xe 43. Các anh chị nào ở Đà Nẵng cho chúng em xin số phone. Khi nào chúng em có Đà Nẵng, anh chị dẫn chúng em đi du lịch nhé. 94 ở đâu vậy mà số lớn quá vậy trời. Toàn số to thôi. Số to như đầu đất nước đúng không? Không, chả biết. Em cứ tưởng trước đây em cứ tưởng là cái số nhỏ là từ đầu đi xuống đuôi là nó bự. Ai ngờ là nó sẽ phân theo cái mức độ mà độ cao của mực nước biển hay là sao ấy. Ừ. Hỏi các anh chị đi, các anh chị biết không biết. 21 ở đâu ngoài Bắc á. Anh chị hỏi nhiều quá chúng em sắp loạn não. Hải Dương đúng không? Hải Dương. Nó thật ra thì em chưa có đi. Phải, 34 mới Hải Dương. Thế à? Ừ. 21 đâu? Hà Nội à, hả? À đúng rồi, Cần Thơ là chị ở 33 đúng Hà Nội vậy. Hả? Hà Nội nhiêu 29 à? 29. À thế 29 30. Chào anh Thành này, anh đang ở Đức nào đâu anh nhỉ? Đức là biển số bao nhiêu? Đức là cộng bao nhiêu á nhỉ? 99 là nghe quen đấy nhỉ? Ê, 99 là Hà Giang hả? Không, 99 ở đâu quen đấy nhỉ? Ở ngoài Bắc á? Ở miền Bắc đúng rồi, nhưng mà thật tiên mình quên mất nhỉ? Ở ngoài Bắc mà sát giáp danh biết Trung Quốc á? Đâu không? Cái tỉnh nào mà nó sát giáp danh Trung Quốc có mấy tỉnh? Điện Biên hả? Điện Biên không? Điện Biên không? Phải Điện Biên không? Không, không phải sao ấy. Phải hả? Rồi chuẩn bị đến con số bắt đầu anh chị ơi. Chắc là anh chị em mình như kiểu đi học học gì nhỉ? Bằng lái xe ấy, kiểu, à chứ Bắc Ninh số. Bắc Ninh là chỗ quê và chị Thu Hà đúng rồi, mình hát suốt bảo sao mình nhớ, mình không thể nhớ được đúng rồi. Bắc Ninh hát con họ Bắc Ninh suốt mà không nhớ, trời ơi ngu quá. Chị Vinh Sang nói đầu cứ ngoài nháo Bắc nháo cứ nói tới mà không biết là nó ngoài Bắc ấy. 49 là Đức. Ghê quá anh ơi. 0049 à anh ấy chơi. Alo rồi. Anh Thành à, nhớ em không nhớ à? Alo nhá, bục vẽ nhá. Đúng rồi, 99 Bắc Ninh, cảm ơn anh chị nhỉ. Đó, không biết cả là anh chị nói luôn chị cho. 85 là ở Phan Rang là Ninh Thuận. Nói chung là chị em mình là cứ nói chuyện với anh chị bây giờ là ngồi nói chuyện mai, thôi nhưng mà ước đấy. Gì các anh chị thay vì để số của tỉnh thành mình thì các anh chị thay để số điện số thoại chị đi đúng rồi. Các anh chị để số điện thoại của mình nhỉ. Ước gì anh chị nhỉ? Tôi không nhịn được cười gần cuối đất nước đó em. 16 dạ. Chào Tam Ca. Thôi vậy ngồi chị. Đọc số thôi mà cũng view vậy hả? Lương Sơn Bắc Bình Bình Thuận. Ủa hello Đức Thịnh nha, có phải bạn tôi không vậy? Chắc có. Vậy Lương Sơn dắt đi ăn bánh canh coi. Xóm mốt nè ba em chào anh nha. Trời gần mình luôn, mình ở trong tỉnh này mà anh Phạm Văn Đoàn. Có gì anh bảo kê tụi em nha. Nhiều số quá rồi. Không gần chết. Sếp hôm nay nhiều số quá sếp ơi. Số nhiều quá mà số này không có đi không có được. Đúng rồi sếp bảo cứ comment nhiều là được. Rồi em có ghế mà anh Hiếu ơi, mọi người hôm nay em bị hơi cảm á. Nên là người có ghế sao mà. Có cái ghế mà. Nói chung là sức khỏe mà anh chị bởi vì nên like suốt ngày anh chị ngày nào cũng nên like nên là sẽ có ngày nọ ngày kia ngày rồi. Thì mình hơi mệt một chút anh chị đúng không ạ? Con Đức Khoa để lại số điện thoại này. Thay vì để số tỉnh thành mình để đấy, lại số điện thoại nói đi. Cái anh Đức Khoa để số đó, cảm ơn anh trai. để số mai chốt đơn mà anh để cho vui vậy thôi thì chết. Thích nghe hát rồi hát thôi. Chắc okay. Là bây giờ dành vài phút nói chuyện thôi. Và cái nhìn cái đồng hồ kia. Cứ tìm bài gì hay chuẩn bị thôi. Các anh chị cứ lấy bình luận chúng em sẽ ngồi nói chuyện giao lưu với anh chị đúng không ạ? Mấy khi buồn. Nguyệt Nay hiền thế. Ok này chắc em cảm thấy em xuống trước. Svang đi Nhật Lệ like cùng mọi người nhé. Bye. Ok bye bye.
tí xíu hai chị hôm qua là em cũng hơi mệt cho nên là anh chị hỏi là sao mà buồn thế đấy anh chị ơi. Nên là nhiều khi mình lên live mà đúng không ạ, sức khỏe của mình ngày nào mình cũng lên là sẽ có một chút ảnh hưởng. Nhận mũi mà xuống trước để lại mình ngồi cho buồn chơi. Em cũng xuống luôn đấy. Chào ca sĩ Hiếu Nghĩa. Chào anh Hiếu Nghĩa nha. Cười cho bớt thao cười. Bây giờ nói chuyện vui với các chị thôi. Mấy cái tỉnh nào mà cái số nào mà em không biết là em cứ nghĩ nó ngoài Bắc thôi. Đổ thừa hả? Tí đổ cho miền Nam nè. 86 biết mũi 86-18 này. Nhật Lệ hát anh bè đi. Anh bình luận đi. Comment không thấy chạy bởi vì hôm nay mạng anh chị ơi. Bởi vì nhiều anh chị cũng bảo là hôm nay không nhận được thông báo luôn anh chị. Đó, cho nên là do mạng ngày nọ ngày kia đấy anh chị. Việc em cứ hát chuyện khác để anh lo. Wow, okay. Em thích anh ở đấy Trung, nha. Trung Nguyên cưa. Nì hào xoay cưa là. Thôi. Nì khăn và lén cưa rẩn là. Pèo lèng mà. Cái gì vậy anh chị? Nhân lúc mạng không chạy thì nói thôi đúng không? Nói thôi. Ai đâu. Có ai đâu mà đúng không, ngại gì. Mạng không có chạy ha. Dạ, cảm ơn tất cả các chị rất là nhiều. Cùng đây là bài phút giây hài hước đấy. Bài gì đi? Thôi một bài nữa chào tạm biệt hả? Đúng rồi. Hôm nay là không hát bolero đó. Hôm nay mạng chán quá anh chị ạ. Say. Hôm nay rất chán. Hôm nay mạng cũng buồn vì băng đó. No. Chào anh Thành nha. Bài gì? Bay qua Đức cả bên Thành rồi không hát nữa đâu. Gặp hát trực tiếp luôn cả gì hát qua đây ở anh. Hát bài gì nhỉ? Để đi lo sao không? Không. Không hát hoài rồi. Hay chiếc khăn gió ấm nhỉ? Không. Nóng không? Đời là thế thôi. Không. Khó tính thế nhỉ? Không hát thì về giờ đấy. Hay là ai từ bỏ ai vô tình nhỉ? Bài này khó không. Hát phết đấy. Hãy liều thuốc cho trái tim đi. Không. Uống rồi. Nào đây các chị ơi. Bây giờ là hát mà phải thuận theo băng đấy các chị này. Không. Tại hôm nay người ta khó ở trong người. Khó ở rồi đấy. Khó ở rồi. Phải chiều tôi đấy. Khó ở xuống đi để Nhật Lệ ngồi đây hát bây giờ đấy. Thế bài này không? Hay liều thuốc cho trái tim nhỉ? Của chị đâu, biết của chị đâu. Hát bài đấy máu đấy. Máu à? Biết chị đâu. Cứ like rồi máu các chị sao ngủ được. 10 rưỡi rồi cứ bắt canh anh chị lên nóc nhà thôi. Ê mình bảo xoay 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 chuay à. Chuay hơ pí chiều. Hơ pí chiều chuay à? Không biết này biết của mình mà. Mấy giờ là quay lại đây nè. Đó là tìm mấy cái bài nhẹ thôi. Tìm đi giờ. Để tôi để cho băng hát bài không. Không. Tôi không còn yêu ai nữa. Tôi không cần hát nữa. Chuyện cũ đã qua trời. Chị Đỗ Lan ơi, hiện tại các trong nắng đang tạm dừng hàng, hết hàng rồi anh chị ạ. Còn có chị đợi nhá. Còn có collagen nè, có body, có nước hoa này anh chị này. Thôi tạm đi. Lâu lâu khó ở trong người. Người ta nói tại sao ba mấy tuổi mà không có chồng, không có người yêu là sẽ bị khó. Chị ngáo ngáo ấy chị. Hơi khó ở không chịu. Hãy cho tôi đi. Không chịu. Cái bà này hãy cho tôi nha. Không chịu. Hôm nay khó ở. Ok thì thôi cho tôi. Chơi bài này đi. Hãy cho tôi đi. Ừ. Hãy cho tôi 1000 người ơi. Bỏ cái giữa. Giữa hả? Thôi ở giữa hơn. Lên luôn. Hãy cho tôi nụ cười người ơi. Ok. Hãy cho tôi một giây phút thôi. Để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không? Nép cho tôi nụ cười là lời. Nói với tôi rằng anh rất vui. Để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có như không. Anh cho tôi bao nhiêu lời cay đắng. Anh cho tôi bao ưu phiền lắng động. Em cho tôi mê, em cho tôi say. Anh cho tôi quên luôn kia tù đầy. Không kết hợp nhỉ? À lâu nhỉ? Vẫn sung như ngày nào. Vẫn sung. Ê chưa thấy lại đứng ngay mình đứng lên. Đứng hả? Tôi không đứng đâu. À nè. Ngon kìa. Ngon kìa. Về mà đứng mà anh chị chạy hết đấy. Không chạy đâu. Thôi
hơn chiều. Mấy giờ là quả bù, quả bù chít, quả bù hơn chiều. Chơi là. Hãy cho tôi nụ cười người ơi. Ok. Hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống ai người có hay không. Và ném cho tôi nụ cười là lời nói với tôi rằng bằng rất vui để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có như không. Anh cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, anh cho tôi bao ưu phiền lắng động. Anh cho tôi mê, anh cho tôi say, anh cho tôi quên luôn kiếp tù đầy. Là bắt con gà, ai ngờ bắt không được thì không ăn gà. Okay. Vui không anh chị? Thỉnh thoảng được rồi, được rồi. Phát nghèo quá. Hai hai vào đây hai cây nấm lụt anh chị ạ. Hai cây nấm lụt đứng lên bằng nhau rồi. Bằng nhau không? Bằng. Đứng lên. Thôi. Thôi cứ thôi. Kiếm bài gì đã? Cái bài gì quẩy đúng không? Cái bài gì quẩy thì mới đứng được luôn anh chị nhỉ? Mới có cái năng lượng mới đứng giờ hát và cải lương bọn em đứng đứng sao được. Để tôi suy nghĩ xem nào. Em Lệ đứng nhảy đi cho vui. À đứng dậy đi cho vui. Chưa bao giờ có nhảy các gì anh đâu. Chị nhìn em đứng đúng không? Đúng rồi, chưa bao giờ. Chưa đây, bao đây giờ, chưa bao giờ em đứng nha. Đứng anh chị đứng ca giữa em đứng này. Bây giờ là gọi là ra giao giá anh chị này. Đây để tìm cái bài nào mà hai chị em mình hát hay ấy. Chứ mà hai chị hát mấy máu là các chị sẽ không thích mình đâu. Cái gì nhỉ? Kiếm vào bài gì để nó máu máu này anh chị này. Hay quá hai em. Cảm ơn tất cả anh chị đang xem chúng em đến tận bây giờ anh chị. Mới 11 giờ rồi nhưng mà anh chị vẫn ở đây để cổ vũ cho chúng em. Hãy về với em hát rồi. Hả? Hãy về với em hát rồi. Ừ. Bay không? Bay luôn. Bay không anh chị? Anh chị bay cùng chúng em không? Cô chào hai con xinh đẹp nhé. Dạ, con cảm ơn cô Thanh Trần nha. Cảm ơn tất cả các anh chị yêu ạ. Trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười rằng người bay lên cao, bay lên cao như con cao. Quay quay sao về cơn rồi vội vàng lại quay quay thêm một lần cuộc đời như lăng lăng. Như lăng lăng không ngại đi chơi đất anh chị ơi. Ta về trong mơ, về trong mơ. Trời ơi. À hai cây nấm mùn anh chị à. Cao không? Hey. Thấp hơn băng anh chị ạ. Cái này vướng quá. Đéo nó đàn này chưa. Đổi dây. Bay đấy. Bộn rồi không bay nữa. Lần nào khủng xíu các chị ơi. À, lần đầu tiên em Lệ dám đứng nhanh chị nhá. Vui mà đúng không? Cho bao nhiêu bước chân đêm nay rung lên nhẹ nhàng. Cho bao nhiêu đắm say đêm nay mong manh đừng vỡ tan. Thoát ra là thỉnh thang chút hết đi lòng hoang mang. Ngoài ấy xanh hồng màu tím vàng. Thôi tôi quên đi bao nhiêu tôi quên đi đừng lo gì. Vui lên đi bao nhiêu đam mê vui lên hơn nữa đi. Lung linh trong đầu. Tóc bay lên bay theo muôn màu. Ước muốn đang trào dâng từ trong chiến bao. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên. Theo nụ cười dạng người bay lên cao. Bay lên cao như con cao. Lên cuộc đời những lăng lăng, những lăng lăng không ngại ngần. Về trong mơ. Dáng đẹp thế mà không chịu đứng anh chị lại là động viên em rồi. Không, dễ thương mà tướng nhỏ nhắn dễ thương mà các chị ha. Em nhỏ con lắm anh chị ơi, nhỏ lắm anh chị ơi. Một con, một hạt ốc tiêu và một hạt mít. Lên view này chị ạ, lên view đi ạ.
Cảm ơn anh chị, vui là chính thôi anh chị nhá. Em đang đi chân đất thôi anh chị này. Sao băng còn có đôi tổ ong em không xếp. Thôi quên đi bao nhiêu tư, quên đi đừng lo gì. Vui lên đi bao nhiêu đam mê, vui lên hơn nữa đi. Lung linh trong đầu, tóc bay lên theo muôn màu. Ước muốn đang trào dâng từ trong trí mơ. Bay lên trên mọi người rồi vội vàng lại bay lên. Theo nụ cười dạng người bay lên cao như con cao. Quay quay, gió về gần rồi vội vàng lại quay quay. Thêm một lần cuộc đời như lăng lăng, như lăng lăng không ai ngăn. Ta về trong mơ, về trong mơ. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lên bay lên. Theo nụ cười dạng người bay lên cao như con cao. Quay quay, xa về gần rồi vội vàng lại quay quay. Thêm một lần cuộc đời như lăng lăng, như lăng lăng không ai ngăn. Ta về trong mơ, về trong mơ. Phiêu không anh chị ơi, đôi dép huyền thoại của Sao Băng. Thấy hả, mọi người thấy dép em luôn hả? Có dép còn hơn là không có dép anh chị. Hôm nay em lại mặc con trai một tí để mai mặc váy mới so sánh với Sao Băng. Em Thủy Mị chào các anh chị, chào anh Lệ nhá. Ok. Ngồi được chưa chị? Rồi nhá. Ngồi đi. Lâu lâu hai chị em dở hơi cắm lợn tí. Không phải anh chị biết hôm nay tại sao em đứng không? Mai không có ai để dùng đứng nữa anh chị ơi. Hôm nay phải bay với Sao Băng anh chị để Sao Băng nhớ lệ nè. Cảm ơn tất cả các anh chị nha. Và bây giờ thì trường cũng đến lúc mà Sao Băng và Minh Nguyệt Sao Băng và Nhật Lệ Nhật Lệ Minh Nguyệt ngủ rồi. Sao Băng và Nhật Lệ gửi lời chào đến tất cả các anh chị nha. Mong các anh chị luôn luôn thật nhiều sức khỏe để luôn đồng hành cùng với DC Beauty. Khi mà nhìn lại cái kho hàng của mình sắp hết rồi thì để lại số điện thoại để chúng ta cùng mua hàng tiếp nha các anh chị nha. Hello Thu Thượng nè. Bay mỏi quá rồi xuống ngủ thôi. Tự nhiên giờ không muốn xuống này. Anh chị nên bình luận nhiều quá. Nói vậy thôi, anh chị bây giờ phải đi ngủ đúng không? Mai anh chị phải đi làm nữa. Tối mai anh chị lại phải vào xem chúng em nữa đâu anh chị. Chúc anh chị sẽ có một giấc ngủ ngon. Và ngày mai chúng ta sáng thức dậy với tràn đầy năng lượng và đi làm thật là nhiều năng lượng nha anh chị nhá. Bye luôn bye. Luôn giữ nụ cười với anh chị nhá. Cảm ơn I anh love chị you. Cảm ơn anh chị đã xem like của chúng em. Cảm ơn anh chị. Hoa hậu chào thế này này.